Minh Hiền rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Hành Trình Tương Lai để cập nhật những tin mới nhất. Và đừng quên xem đến cuối chương trình để lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ của chúng tôi. Và vẫn như thường lệ, trước tiên là những điểm tin chính. Tin Việt Nam: một công dân Việt Nam bị nhóm bắt cóc sát hại ở Đài Loan. Bà Trùm lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần. Cháy dữ dội tại nhà kho dùng đóng sầu riêng ở Tiền Giang. Tạm giữ nhóm côn đồ tấn công nhầm hai học sinh ở Lâm Đồng. Sau loạt vụ tấn công mạng và mất tiền trong tài khoản, chứng khoán, ngân hàng tăng chi cho bảo mật. Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư. Người dân sẽ dùng căn cước điện tử trong nhiều giao dịch. Giá xăng đồng loạt tăng, RON 95 vượt 25.000 đồng một lít. Cứu người tự tử, hai thanh niên cùng bị mắc kẹt dưới sông. Chuối của Việt Nam vượt Philippines ở thị trường Trung Quốc. Tin thế giới: Trung Quốc, bầu trời đột ngột chuyển sang đỏ như máu ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Trung Quốc loại bỏ dần chip nước ngoài, công ty Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar. Hải quân Iran hộ tống tàu tới Biển Đỏ, ra cảnh báo mới với Israel. Israel không kích khắp dải Gaza, đưa xe tăng trở lại phía Bắc. Nổ lớn kèm hỏa hoạn tại sân bay quân sự trên bán đảo Crimea. Ông Zelensky ký thông qua luật mới về huy động quân Ukraine. Mỹ đưa máy bay tuần thám qua eo biển Đài Loan, tiêm kích Trung Quốc bám theo. Dubai chìm trong nước sau mưa lớn kỷ lục. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những ngày qua, vụ việc một công dân Việt Nam họ Vũ, 24 tuổi, đang làm việc tại Đài Loan, bị một nhóm nghi phạm bắt cóc đòi tiền chuộc thành công nhưng vẫn bị sát hại đã gây sự chấn động dư luận. Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Công tố Vân Lâm Đài Loan thông báo đã đệ đơn lên Tòa án quận Vân Lâm để bắt giữ 4 người Việt Nam và 1 người Đài Loan để tiến hành điều tra. Trong đó, các nghi can Việt Nam bị bắt gồm 3 người đàn ông họ Lê, Hoàng, Vũ và một phụ nữ họ Nguyễn. Nghi can Đài Loan được xác định họ Hứa. Cảnh sát Đài Loan nhận định nạn nhân bị sát hại vào khoảng tháng 3 năm 2024 và bị chôn tại vườn mía. Cụ thể, lực lượng chức năng xác định, sau khi tìm hiểu thông tin tài chính của gia đình nạn nhân, người đàn ông họ Lê và người phụ nữ họ Nguyễn đã lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc từ cuối tháng 2 sau khi người phụ nữ quen anh này trên mạng. Theo kế hoạch, người phụ nữ thuyết phục nạn nhân đi từ Đào Viên đến huyện Vân Lâm. Sau khi nạn nhân đến nơi, người đàn ông họ Lê và những người khác đã ép anh lên một chiếc xe, đưa đến một nhà ở cho công nhân. Các nghi can còn lại đã gọi video cho gia đình của nạn nhân ở Việt Nam để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, những người này vẫn tiếp tục giữ nạn nhân với ý định đòi thêm tiền từ gia đình. Sợ bị phát hiện, nhóm người trên đã nhét khăn vào miệng, dùng băng keo quấn quanh mắt, miệng và mũi của nạn nhân, khiến anh tử vong ngay sau đó. Để phi tang, nhóm này đã chôn xác nạn nhân tại một trang trại mía. Sau khi bị bắt, những người này đã đưa lực lượng điều tra đến nơi chôn thi thể nạn nhân. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng sở tại thụ lý. Báo VTC News đưa tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo truy tìm bà Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, nguyên giám đốc công ty đất vàng Hoàng Gia, sau khi phát hiện bà Hiền trốn khỏi Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, bà Hiền được xác định là bà trùm lừa đảo bất động sản, đã lừa 584 trường hợp, chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng của các bị hại. Cụ thể, trong 2 năm, từ 2017 đến 2019, bà Hiền cùng một số người sử dụng các pháp nhân ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức. Sau khi thu được tiền của khách hàng, các nhóm của bà Hiền không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng. Liên quan đến vụ lừa đảo này, năm 2019, Công an đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 8 người thuộc các nhóm của bà Hiền. Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa Trần Thị Mỹ Hiền đến chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên, đến ngày 18 tháng 3 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo bị can Hiền đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Hiện cơ quan điều tra yêu cầu người thân, gia đình, người dân biết thông tin của bà Hiền thì cần nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin phối hợp điều tra. Ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho dùng để đóng sầu riêng xảy ra tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 4, tại nhà kho có diện tích khoảng 6.000 m2 của anh Phan Thành Lập, 44 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, bất ngờ phát cháy dữ dội, diện tích cháy lên đến khoảng 3.000 m2. Lực lượng tại chỗ đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành, ngọn lửa cháy lớn và nhanh chóng lan rộng. Sau khi nhận tin, lực lượng cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Được biết, nhà kho trên được anh Lập cho anh Trần Tấn Thịnh, 39 tuổi, ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, thuê lại vào tháng 10 năm 2023 để đóng sầu riêng nhưng kho đã ngừng hoạt động cách đây hơn 3 tháng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan công an thống kê làm rõ. Trang VN Express dẫn thông tin từ Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa có quyết định tạm giữ đối với 6 nghi phạm liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, khiến 2 nam sinh bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 4, Lê Đức Đạt chạy xe máy chở Hồ Thanh Hiếu cùng 17 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, đi từ thị xã Liên Nghĩa về xã Phú Hội. Khi đến khu vực gần Hồ Nam Sơn, xe đạp bị nhóm thiếu niên ở thị trấn Liên Nghĩa truy đuổi. Chạy thoát vào một con hẻm, hai thiếu niên đã gọi cho Nguyễn Hồng Tâm, 27 tuổi, Trần Hoàng Hiền, 35 tuổi, Lê Văn Hiếu, 21 tuổi và Nguyễn Duy, 22 tuổi, cùng ngụ tại xã Phú Hội, chuẩn bị hung khí hỗn chiến. Khi giáp mặt, cả hai nhóm cùng sử dụng gạch đá gậy cùng hung khí, rượt đuổi đánh nhau là hết náo loạn. Sau khoảng 10 phút, nhóm thanh niên ở thị trấn Liên Nghĩa bỏ chạy. Đúng lúc này, hai nam sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, chở nhau bằng xe máy đi ngang qua khu vực vừa xảy ra hỗn chiến và bị nhóm của Hiền nghĩ là đối thủ quay lại. Ngay lập tức, Đạt cầm gạch đá cùng hung khí truy đuổi hai em. Bị tấn công bất ngờ, một nam sinh lạc tay lái và quẹt xe máy vào đuôi ô tô tải đậu bên đường, lao vào cổng của một căn nhà ven đường. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn ngăn người dân đưa hai nam sinh nằm bất động bên đường đi cấp cứu. Sau đó, hai em đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tại đây, bác sĩ cho biết một em bị chấn thương sọ não hôn mê, em còn lại gãy xương đùi, chấn thương vùng mặt, đầu, nội tạng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau hàng loạt các vụ tấn công mạng vào các doanh nghiệp lĩnh vực tài chính, chứng khoán gần đây, nhiều ngân hàng và các công ty chứng khoán đã mạnh tay chi tiền để nâng cấp bảo mật hệ thống thông tin, đồng thời khuyến cáo người dùng nâng cao cảnh giác. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, cho biết hiện nay các nhà băng đều rất quan tâm đầu tư hệ thống bảo mật vì đây là chuyện sống còn để bảo vệ tài sản của chính họ lẫn khách hàng. Tuy nhiên, việc đầu tư ra sao cũng còn tùy thuộc vào tiềm lực, ngân sách từng ngân hàng. Theo thông tin từ giới chuyên gia, có ngân hàng đã xây dựng kế hoạch đầu tư tối thiểu 10% ngân sách cho dự án an toàn công nghệ thông tin. Ngoài ra, nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại còn tổ chức các cuộc diễn tập hoạt động khôi phục và ứng phó với tình huống xấu nhất khi bị tấn công mạng. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày hôm qua 17 tháng 4, hãng bảo mật Kaspersky tiết lộ đã ghi nhận gần 10 triệu thiết bị bị đánh cắp thông tin, đăng nhập thông qua các phần mềm độc hại trong năm 2023. Dựa trên những thông tin thu thập được từ các tập nhật ký được giao dịch trên thị trường ngầm, theo thống kê, tội phạm mạng đánh cắp trung bình 50,9 thông tin đăng nhập trên mỗi thiết bị. Những thông tin này có thể bao gồm tài khoản đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, hệ thống nội bộ và email doanh nghiệp. Theo đó, tên miền.com có nhiều số lượng tài khoản bị xâm nhập nhất, gần 326 triệu thông tin đăng nhập và mật khẩu của các trang web trên miền này đã bị xâm phạm trong năm 2023. Nối tiếp là miền.br của Brazil với 29 triệu tài khoản bị xâm nhập. Theo sau là miền.in liên kết với Ấn Độ với 8 triệu, .co Colombia với gần 6 triệu và .vn Việt Nam với trên 5,5 triệu. Để bảo vệ thông tin khỏi phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu, người dùng nên sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện cho các thiết bị. Hơn nữa, các doanh nghiệp có thể giúp người dùng, nhân viên và đối tác của họ tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa theo cách này. Họ có thể chủ động theo dõi rò rỉ và nhắc người dùng thay đổi mật khẩu bị rò rỉ ngay lập tức. Truyền thông trong nước đưa tin, trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng nóng từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu đề nghị thành phố Hà Nội ra soát xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư. Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố Hà Nội kiểm tra những dự án, khu chung cư tăng giá bất thường. Nếu có hành vi thổi giá đầu cơ, vi phạm luật kinh doanh bất động sản, Hà Nội cần xử lý, báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 4. Theo khảo sát thị trường vừa được công bố bởi Công ty Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Thương mại của Mỹ tại Việt Nam, CBRE,
cho thấy trong quý 1 năm nay, giá bán sơ cấp trung bình các chung cư tại Hà Nội dao động khoảng 56 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm giá trị gia tăng, tăng 5% so với quý 4 năm 2023 và tăng 19% so với quý 1 năm 2023. Đà tăng ghi nhận tập trung ở khu vực phía Tây Hà Nội, trung bình giá chung cư cũ ở thủ đô đã đạt hơn 36 triệu đồng mỗi mét vuông. CBRE đánh giá chung cư mới và thứ cấp ở Hà Nội đang dần tiệm cận với giá thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, nguyên nhân chính của hiện tượng tăng giá nhà chung cư hiện nay là nguồn cung căn hộ giá trung bình thấp, đưa ra thị trường còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân là thông tin ảo từ phía người bán hoặc từ phía nhà đầu tư thứ cấp, môi giới đẩy giá lên để lấy phần trăm cao. Báo VN Express đưa tin, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mỗi công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử để làm thủ tục hành chính và các giao dịch khác, thay vì phải mang theo thẻ căn cước bản cứng như thông thường. Cụ thể, căn cước điện tử sẽ gồm các thông tin trong thẻ căn cước như họ tên, số định danh cá nhân, quốc tịch, nơi sinh, quê quán. Bên cạnh đó, nếu công dân có nhu cầu, thẻ căn cước điện tử sẽ tích hợp thêm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Thời gian tới, chính phủ sẽ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử cho công dân. Ngoài ra, theo quy định, căn cước điện tử sẽ bị khóa khi chính chủ yêu cầu hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dân bị thu hồi hoặc giữ thẻ căn cước thì căn cước điện tử cũng bị khóa. Cơ quan tố tụng hoặc cấp có thẩm quyền có quyền yêu cầu khóa căn cước điện tử. Sau khi chính chủ đề nghị khóa căn cước điện tử, nếu có yêu cầu mở khóa sẽ được đáp ứng. Trường hợp bị khóa do vi phạm, căn cước điện tử được mở khi người dân đã khắc phục. Thẻ căn cước bị thu hồi được trả lại thì căn cước điện tử cũng được mở. Liên quan đến lĩnh vực xăng dầu, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 1 tuần một lần. Theo đó, giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường tăng 410 đồng lên 25.230 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng lên mức 24.230 đồng một lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu trừ dầu ma mút giảm và có giá mới dao động từ 21.410 cho đến 21.440 đồng một lít so với cách đây 7 ngày. Riêng dầu ma mút tăng 200 đồng lên 17.200 đồng một kg. Như vậy, từ ngày 4 tháng 1 đến nay, giá xăng dầu cũng có 10 lần tăng, 6 lần giảm. Đây cũng là lần đầu giá xăng RON 95 vượt 25.000 đồng một lít kể từ tháng 10 năm ngoái. Nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu tuần qua biến động do căng thẳng tại khu vực Trung Đông và xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng. Bình quân 7 ngày, giá xăng thành phẩm tăng 1,6%, dầu giảm 1,5%, trừ dầu ma sút. Báo Giao thông dẫn thông tin từ Công an phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương vừa giải cứu được hai nam thanh niên bị mắc kẹt dưới sông Sài Gòn. Trước đó, vào lúc rạng sáng ngày 17 tháng 7, một nam thanh niên 23 tuổi quê Sóc Trăng để lại dép, xe máy rồi nhảy từ cầu Phú Cường xuống sông Sài Gòn tự tử. Lúc này, một thanh niên khác phát hiện vụ việc nên nhảy xuống sông ứng cứu. Tuy nhiên, do nước sông đang dâng cao chảy xiết, cả hai người trôi vào trụ cầu và bám lại tại đây để kêu cứu. Ít phút sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Chánh Mỹ đã tới hiện trường phối hợp cùng người dân bơi ra sông cứu người. Hai thanh niên sau đó được đưa vào bờ, chuyển vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Qua lấy lời khai, nam thanh niên quê Sóc Trăng cho biết do buồn chán chuyện gia đình, không có việc làm nên đã nhảy cầu với ý định tự tử. Hiện sức khỏe hai nam thanh niên đã ổn định trở lại. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, mới đây Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã vượt Philippines, trở thành thị trường cung cấp chuối lớn nhất tại nước này. Cụ thể, chỉ riêng trong tháng 2 và tháng 3 năm nay, sản lượng chuối Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc đạt 173.500 tấn, trị giá 70,3 triệu USD, chiếm 51,5% tổng lượng chuối nhập khẩu của Trung Quốc, tăng 6,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, sản lượng chuối từ Philippines xuất khẩu cho nước này đạt 64,6 nghìn tấn, trị giá 33,8 triệu USD, chiếm 19,2% tổng lượng chuối nhập khẩu, giảm 11,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Campuchia là thị trường cung cấp chuối lớn thứ 3 cho Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2024, đạt mức 46,6 triệu USD. Theo Cục Xuất nhập khẩu, trước đây chuối của Philippines được đánh giá cao về hương vị, thì mùa này chất lượng không như mong đợi trong khi chất lượng của chuối Việt Nam và Campuchia cải thiện hơn. Trong thời gian tới, tiềm năng xuất khẩu chuối tươi Việt Nam và chế biến còn rất lớn vì loại trái cây này cho thu hoạch quanh năm. Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu quả chuối từ thị trường Việt Nam bởi thuận lợi về vị trí địa lý.
Bên cạnh đó, diện tích trồng chuối của Trung Quốc đã giảm do chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào, chi phí thuê đất và lao động tăng trong khi dịch bệnh xuất hiện, khiến cây trồng này kém hiệu quả. Và sau đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc, bầu trời đột ngột chuyển sang đỏ như máu ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Trung Quốc loại bỏ dần chip nước ngoài, công ty Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar. Hải quân Iran hộ tống tàu tới Biển Đỏ, ra cảnh báo mới với Israel. Israel không kích khắp dải Gaza, đưa xe tăng trở lại phía Bắc. Nổ lớn kèm hỏa hoạn tại sân bay quân sự trên bán đảo Crimea. Ông Zelensky ký thông qua luật mới về huy động quân Ukraine. Mỹ đưa máy bay tuần thám qua eo biển Đài Loan, tiêm kích Trung Quốc bám theo. Dubai chìm trong nước sau mưa lớn kỷ lục. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng sớm ngày 15 tháng 4 vừa qua, một hiện tượng kỳ lạ làm dấy lên lo ngại của cư dân ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khi bầu trời bỗng dưng chuyển sang màu đỏ như máu. Cụ thể, theo chia sẻ của một công dân Vũ Hán, Hồ Bắc, sáng ngày 15, khi anh đang đi bộ trên đường Hồng Kông ở khu Giang Ngạn sau khi tan ca đêm, thì bất ngờ chứng kiến cảnh bầu trời chuyển sang màu đỏ, trông giống như sương mù màu đỏ, rất kỳ lạ và tình trạng này kéo dài tới 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, loạt video và hình ảnh cũng được đăng tải trên mạng xã hội. Bầu trời có màu đỏ như máu bao trùm cửa sổ nhà của người dân, toàn bộ cửa sổ hiện lên màu đỏ. Cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ nhiều nghi vấn và phản ứng đa dạng. Một số người tin rằng đây có thể là dấu hiệu của một trận động đất sắp xảy ra, trong khi nhiều người khác cảm thấy sợ hãi và không dám ra ngoài. Trong bối cảnh này, Tiêu Tương Thần Báo cho biết các nhân viên của Cục Khí tượng Hồ Bắc đã ghi nhận sự thay đổi lớn của thời tiết kể từ ngày 15, cùng với thời tiết đối lưu mạnh. Nhân viên này cho biết họ đang liên hệ với Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán để tìm hiểu lý do tại sao bầu trời có hiện tượng đỏ như máu này. Tờ Wall Street Journal đưa tin, thời gian gần đây, trong nỗ lực thay thế công nghệ nước ngoài, Trung Quốc vừa có động thái mới là loại bỏ dần các bộ xử lý nước ngoài, cốt lõi đặc biệt là Mỹ, ra khỏi hệ thống viễn thông của nước này vào năm 2027. Theo ghi nhận, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã yêu cầu các nhà khai thác di động kiểm tra mức độ sử dụng chất bán dẫn không phải của Trung Quốc trong mạng lưới của họ và đề xuất các kế hoạch thay thế. Theo đó, hoạt động mua sắm của các nhà mạng viễn thông Trung Quốc đang có xu hướng chuyển đổi nhiều hơn sang các lựa chọn thay thế trong nước, khi chất lượng chip nội địa Trung Quốc đã được cải thiện với hiệu suất ổn định hơn. Trong khi đó, Mỹ đã cấm thiết bị viễn thông của Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia và đồng thời hạn chế các công ty sản xuất chip của Mỹ bán chip trí tuệ nhân tạo cao cấp cho Trung Quốc. Tuy nhiên, những diễn biến này đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất chip hàng đầu như AMD và Intel. Theo báo cáo mới nhất của Intel, công ty này đang gặp khó khăn lớn trước rủi ro địa chính trị do căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng và nỗ lực nội địa. Với AMD, giám đốc điều hành Lisa Su cho biết doanh thu ở Trung Quốc của công ty đã giảm trên 22% kể từ năm 2022 sau khi AMD bị chính quyền Mỹ hạn chế bán chip AI cao cấp của mình cho Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục nỗ lực độc lập trong lĩnh vực công nghệ, từ chip cho đến các sản phẩm viễn thông khác, các công ty công nghệ khổng lồ trên thế giới cũng đang phải đối mặt với bức tranh đầy thách thức trong tương lai. Hãng Reuters đưa tin, vào hôm qua 17 tháng 4, Trung Quốc đã khởi động đợt tập trận trên không và bắn đạn thật thứ hai tại khu vực biên giới giáp Myanmar trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền quân sự Myanmar vẫn tiếp tục leo thang. Theo thông tin từ đài truyền hình CCTV, cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ phụ trách diễn ra theo chương trình huấn luyện thường niên. Tuy nhiên, nguồn tin không nhắc đến tình hình chiến sự ở quốc gia láng giềng. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng tuyên bố luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp và sẽ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, ổn định biên giới, an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Được biết, chính quyền quân sự Myanmar phải đối mặt với phong trào nổi dậy trên nhiều mặt trận kể từ khi nắm quyền vào năm 2021, và Trung Quốc vẫn luôn đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột. Đầu năm nay, Trung Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức sau khi 5 người dân ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc bị thương do mảnh đạn pháo bay từ Myanmar. Trở lại với căng thẳng Trung Đông, sau khi cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào Israel, Iran đang tăng cường chuẩn bị ứng phó hành động trả đũa của Israel, trong khi nội các chiến tranh Israel vẫn đang tăng cường họp để bàn cách đáp trả. Trong tình hình này, vào hôm qua ngày 17 tháng 4, Tư lệnh Hải quân Iran Salman Irani cho biết Hải quân đang thực hiện sứ mệnh hộ tống các tàu thương mại Iran tới Biển Đỏ và tàu khu trục Jamaran của chúng tôi đang hiện diện ở vịnh Aden. Quan chức này cho biết thêm, Tehran sẵn sàng hộ tống tàu của các nước khác.
Ngoài ra, lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng vừa bắt giữ một tàu container mang cờ Bồ Đào Nha do nghi ngờ có liên quan đến Israel. Cùng ngày, Tổng thống Iran Raisi cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc đáp trả nhỏ nào của Israel cũng sẽ gây ra phản ứng quy mô lớn và khắc nghiệt từ Iran. Ông Raisi nhấn mạnh cuộc tấn công vừa qua của Iran vẫn là có giới hạn và nếu Iran muốn thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn thì Israel sẽ không còn gì. Phía Israel vẫn tuyên bố sẽ đáp trả nhưng chưa công bố cụ thể thời điểm và biện pháp. Bên cạnh đó, các đồng minh của Israel kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang thêm. Thưa quý vị, trận đụng độ giữa Hamas và Israel vẫn tiếp tục leo thang trong những ngày gần đây, khi cả hai bên tiếp tục triển khai các hành động quân sự và tập kích. Trong 24 giờ qua, không quân Israel đã thực hiện hơn 40 cuộc không kích trên toàn bộ dải Gaza, nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở của Hamas. Thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết các cuộc không kích đã hủy hoại loạt cơ sở quân sự của Hamas, bao gồm các hệ thống tên lửa và cơ sở phóng UAV. Trong khi đó, giới chức y tế Palestine cũng thông báo các cuộc tấn công của Israel đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Các khu vực như Rafah và Mahaji tại dải Gaza đã chịu nhiều tổn thất nặng nề khi có ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Đồng thời, các cuộc không kích cũng đã làm hỏng nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở dân sự ở khu vực Nusayrat. Cùng lúc đó, Israel cũng đã tái chiếm vùng đất ở Bay Hanoun, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh. Các đơn vị quân đội Israel đã tiến vào các trường học và các khu vực cư trú trong nỗ lực tiếp tục chiến dịch truy lùng các cơ sở của Hamas. Hiện cuộc đụng độ giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nỗ lực đàm phán trung gian của các quốc gia như Ai Cập, Mỹ và Qatar vẫn chưa đạt được kết quả và khu vực vẫn đối diện với nguy cơ leo thang tiếp theo của cuộc xung đột này. Tiếp tục với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, loạt vụ nổ được báo cáo xuất hiện gần một sân bay quân sự tại thị trấn Nerkhankoy ở phía bắc bán đảo Crimea vào rạng sáng ngày 17 tháng 4. ABC Ukraine cũng cho biết hình ảnh từ vệ tinh chụp lúc 3 giờ 40 phút sáng giờ địa phương đã phát hiện các đám cháy trong khu vực sân bay quân sự Nerkhankoy. Kênh Kremlin Telegram cũng thông tin về việc nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại căn cứ này. Các nguồn tin tiết lộ hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga đã được triển khai ở sân bay Nerkhankoy. Được biết, Trung đoàn trực thăng số 39 thuộc Sư đoàn Hàng không Hỗn hợp số 27 của Nga đang đóng quân tại căn cứ này cùng nhiều loại khí tài, trực thăng tấn công quan trọng được cất giữ. Hiện Nga chưa có bình luận chính thức về thông tin cũng như thiệt hại từ vụ việc. Tuy nhiên, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea đã tuyên bố đóng cửa đường cao tốc nối Nerkhankoy với làng Polyderde. Một nguồn tin tình báo quân sự khác cho biết, các lực lượng Ukraine mới đây đã tấn công bằng tên lửa nhắm vào một sở chỉ huy Nga ở Crimea. Ở diễn biến liên quan, trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây ký ban hành một đạo luật quan trọng để tiếp tục sửa đổi các quy định về huy động quân của Ukraine. Theo CNN, đạo luật mới được ký ban hành vào ngày 16 tháng 4, với yêu cầu mới là tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 phải đăng ký sẵn sàng phục vụ với quân đội Ukraine và luôn mang theo giấy tờ này bên mình. Đồng thời, quy định nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang cư trú ở nước ngoài sẽ không thể gia hạn hộ chiếu tại các sứ quán Ukraine nếu không xuất trình giấy tờ đăng ký mới nhất với quân đội. Theo ghi nhận, suốt nhiều tháng qua, dự thảo luật đã trải qua hơn 4.000 lần sửa đổi kể từ khi được đưa ra lần đầu tiên do khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận chính trị. Và việc ký ban hành luật mới về huy động quân đã diễn ra ngay sau khi chỉ huy mặt trận phía đông của Ukraine cảnh báo về sự gia tăng đáng kể về quân số của quân đội Nga so với Ukraine. Tuy nhiên, sau khi luật được thông qua, hàng chục người vợ và thân nhân của các binh sĩ đã tụ tập ngoài trụ sở cơ quan lập pháp ở Kiev để biểu tình phản đối và yêu cầu quy định về thời hạn quân dịch. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 18 tháng nhằm khôi phục hợp tác quân sự song phương. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 17 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã khẳng định vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và không bao giờ được tổn hại. Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan và có quyền tài phán đối với eo biển nằm giữa hòn đảo này và đại lục. Tuy nhiên, Mỹ phản đối cho rằng eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi cuộc trao đổi kết thúc, một máy bay tuần thám biển của Hải quân Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan. Trong thông báo, Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc máy bay bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Ngay sau đó, quân đội Trung Quốc đã điều máy bay chiến đấu giám sát và cảnh báo, gọi chuyến bay của Mỹ là sự cường điệu công khai, đồng thời khẳng định phản ứng của họ phù hợp với pháp luật và các quy định.
Phía cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết không phát hiện điều gì bất thường trong tình hình. Hãng CNN đưa tin, Dubai, thành phố của những giấc mơ, vừa hứng chịu một lượng mưa kỷ lục tương đương lượng mưa của 2 năm, gây ngập lụt nghiêm trọng, biến đường phố thành sông, nhấn chìm nhiều xe cộ. Với 160mm mưa, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm, ngày 16 tháng 4, Dubai đã biến thành một thành phố sông. Video trên mạng xã hội cho thấy mây đen phủ kín bầu trời Dubai khi mưa lớn chút xuống. Đường phố, trung tâm thương mại và nhà dân bị ngập nghiêm trọng. Cảnh sát, nhân viên cứu hộ lái xe qua những con đường ngập, điều động cả xe bồn để bơm nước ứng cứu. Ngay cả sân bay quốc tế Dubai, một trong những sân bay lớn nhất thế giới, cũng không tránh khỏi tác động của trận mưa lớn, với đường băng bị chìm trong nước và nhiều chuyến bay bị trễ chuyến. Ngoài ra, thời tiết cực đoan này cũng lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực như Oman, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Cơn bão lớn đang di chuyển qua bán đảo Arab và vịnh Oman. Mưa lớn có thể tiếp diễn tại khu vực vào hôm nay và có nguy cơ lan rộng sang Tây Nam Pakistan. Nội dung trên đã khép lại bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Và sau đây, mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, có câu nói rằng chúng ta cần thay đổi ảo tưởng rằng mình cần phải nỗ lực hết mình để thành công. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy cần và có áp lực phải hoạt động hết công suất từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Điều đó thậm chí còn vô lý đối với một cỗ máy, chứ chưa nói đến con người. Bạn sẽ không mong đợi một chiếc ô tô chạy ở tốc độ tối đa 100% thời gian, ngay cả khi động cơ đang nghỉ. Vậy tại sao chúng ta lại mong đợi điều đó ở tâm trí và cơ thể của mình? Tại sao chúng ta cần chậm lại? Mặc dù ngày nay, những nguy hiểm thực sự về thể chất rất hiếm gặp, nhưng hầu hết chúng ta đều phải chịu đựng những căng thẳng xuất phát từ nội tâm. Bộ não đang ghi nhận những điều này như những mối đe dọa sắp đến, kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cơ thể. Đây là luồng năng lượng mà bạn cảm thấy khi đứng trên tàu lượn siêu tốc. Phản ứng này giúp thu hẹp sự tập trung và cung cấp năng lượng cho cơ thể để đối phó với những tình huống thể chất nguy kịch. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, mối đe dọa lại là một email khẩn cấp, một cuộc tranh cãi nảy lửa với đối tác hoặc các hóa đơn tăng vọt. Những yếu tố gây căng thẳng hàng ngày này đang gây ra sự thay đổi sinh hóa trong cơ thể. Lời giải thích cho tình huống này là não nhận thức ra được, kích hoạt hệ thống thần kinh và hệ thống căng thẳng ở tuyến thượng thận để cơ thể chuẩn bị phản ứng với mối nguy hiểm đang đến. Vấn đề gặp phải là phản ứng căng thẳng này xuất hiện một cách thường xuyên. Thiền tại sao quan trọng? Những người thiền hàng ngày, thậm chí chỉ trong 10 phút, ngay lập tức nhận thấy chánh niệm được tăng cường, ý thức rõ ràng hơn về mục đích, năng suất tốt hơn, giảm căng thẳng và thậm chí giảm bệnh tật. Nó đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe, các mối quan hệ và giúp mọi người tìm thấy mối liên hệ với thiên nhiên và vũ trụ. Bên cạnh việc trực tiếp chống lại phản ứng căng thẳng, thiền còn giúp chúng ta điều chỉnh phản ứng đó tốt hơn khi đối mặt với những mối đe dọa trong tương lai. Nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong lối mòn, tôi không có thời gian trống, ngay cả khi khoảng thời gian trống đó là điều cần thiết cho sức khỏe và sự hài lòng cơ bản với cuộc sống. Đối với nhiều người, khoảng trống đó chính là thiền định. Thực ra, chúng ta thường có nhiều thời gian hơn mình nghĩ, chỉ cần giảm bớt thời gian dành cho những hoạt động không cần thiết như lướt mạng xã hội và Internet, và khoảng thời gian đó là đủ cho việc thiền định. Thiền góp phần mang lại tư duy và năng lượng tích cực, cả hai đều vô giá đối với sức khỏe cơ thể và não bộ của bạn. Sự tích cực đã được chứng minh là làm tăng cảm giác vui vẻ, mãn nguyện và yêu thương. Những cảm xúc tích cực này làm tăng khả năng giải quyết vấn đề, tìm kiếm cơ hội, nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về cuộc sống và cuối cùng trở thành phiên bản tốt nhất của chính chúng ta. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Cuối chương trình, Minh Hiền kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Môn tu luyện được hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn đã chuyển rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng và luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa.
Đường link đọc sách luyện công hoàn toàn miễn phí có gắn phía trên màn hình, quý vị đừng bỏ qua nhé. Nếu có bất cứ câu hỏi quan tâm nào, xin quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Một lần nữa, chúc quý vị mọi điều bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.